bác nhìn xuống thì dưới mặt này sắc màu. Đây, đường phố Huế ngày Giáng sinh này mọi người, bắt đầu từ cái đoạn mà mình chạy qua là đoạn mà dòng Chúa Cứu Thế, bây giờ mình sẽ đi lên nhà thờ Phù Cao. Đấy, mọi người sẽ được xem những cái hình ảnh lung linh tại cái nhà thờ chính tòa Phù Cam số 1 ở đoàn Hữu Trưng. Chưa có cầu nhưng mà mọi người chưa có nhà thờ Phù Cam nhưng mọi người thấy ở đây là ánh đèn điện rất là lung linh luôn. Nó chiếu sáng ở các cái cây dọc với cái dòng sông An Cừu này này. Đi tới đây thì chắc chắn thì quý cô bác anh chị và các bạn sẽ bị tắc đường, chắc chắn điều như vậy. Đây, có một số người giữ xe này. Ở bên này xe chạy lên chạy xuống đông kinh khủng. Đây, mình gửi xe đây mọi người nhé, gửi xe đây để mình đi. Chạy đi quanh quanh đi. Sắc màu mọi
bên phải á, từ cái phải á.